Hi everybody, welcome to my channel. I'm Chip Game. Today I play a game. The first game I play is Dead Man Got 2. Now let's go. Rồi, mời các bạn xem clip nha. Rồi, và đây là giao diện game của chúng ta. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào chơi luôn. Đấy, hôm nay mình điểm danh nhận được 15 cái huy chương nè. Rồi mình sẽ chơi qua cái chương mới. Đấy, chương Uranus. Mình sẽ bắt đầu từ level 1 nha. Ok. Rồi. Wow. Quất luôn. Khá đông nha. Ở level 21 này chúng ta sẽ vượt qua 6 ải. Đó. Thì chúng ta mới sang được level mới. Đấy, và chúng ta đang bắt đầu, đây là ải thứ ba nha các bạn, để mình sử dụng skill này. Wow. Thanh niên chạy đâu, chạy đâu. Trời ơi, đó, để mình dồn đông đông lại xong mình sử dụng cái chiêu 1 nha. Đó, quất luôn, quá dữ. Combo 52 combo. Ok, rồi mình đã lên cấp level 23 nha, mình nhận được đầy máu lại. Ui. Rồi ok, mình đã vượt qua được level 21 nha. Đó. À, chúng ta sang level tiếp theo. Đấy. Level 22. Rồi, chém luôn. Chúng ta nên tấn công những cái thanh niên nào cầm súng trước. Ui, chạy đâu. Thanh niên này chuyên gia đứng từ xa bắn súng rồi, súng nhắm rồi. Ui. Rồi chúng ta còn một ải nữa nha các bạn. Cố lên. Wow, máu chỉ còn nửa bình máu thôi. Mày này đứng trình cao phóng một tiêu xuống nè, khá là đau nha. Ui, chém. Wow. Wow. Thanh niên này chạy đâu? À, sau khi thanh niên này bởi cái gương đã biến thành bởi cái khiên nó đã hồi sinh trở lại. Rồi ok, mình sẽ qua cái tựa game tiếp theo. The next game I play is Monkey Rope. Ok, và đây là giao diện game của chúng ta. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi luôn. Rồi, ở tựa game này chúng ta sẽ điều khiển hai chú mèo. Ôi, cố gắng nhảy lên luôn. Ui rồi ôi. Đó, điều khiển hai chú mèo vượt qua mấy cái chướng ngại vật nha. Ây da, căng thẳng cái con rắn rất là nguy hiểm nha các bạn nè. Ui dồi ui. Rồi xong luôn. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ chơi quán 2. Nhận được 4 quèn nha. Ây trời. Oh no. Ta thử lại nào. Ây da. Để mình sử dụng cái nhân vật khác. Đây, nhân vật này giống người tuyết nha các bạn.
What? Oh no. Từ game này cũng hơi khó nha các bạn. Trời ơi. Quá lâu. Rồi chúng ta xuống cái ải núi lửa nha các bạn. Rồi ok, mình sẽ qua cái tựa game tiếp theo. The next game I play is Spyro/Ron. Ok, và đây là giao diện game của chúng ta. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi luôn. Hiện tại là mình đang ở level 32 nha các bạn. Đấy. Ok, tựa game này chúng ta cần phải mài những cái miếng gỗ này. Đó. Quá luôn. Ui trời ơi. Bùm phá hủy. Ok, được 25 vàng nha, cao nhất nha các bạn. Rồi, chúng ta đã vượt qua được level 32, tiếp tục là level 33 nha. Rồi. Được 20 vàng, quá dữ luôn. Rồi, to lên. Bùm. Ok, được 50 vàng, cao nhất. Rồi, chúng ta sang level tiếp theo, level 34. Rồi. Bùm. Ồ, không qua được cái rổ luôn. Rồi, chúng cái checkbox nha. Wow, một đống xu luôn. Ok, quá dữ. Rồi, ok, mình chơi thêm một quán nữa nha các bạn. Rồi, phá hủy. Bùm. Vào vỏ luôn. Ok, kiếm được 10 vàng. Tiếp tục. Wow. Wow, to quá các bạn ơi. Chúng được 30 vàng. Ok, mình sẽ qua cái tựa game tiếp theo. The next game I play is Ultimate Disc. Rồi, chúng ta bắt đầu vào chơi nào. Đây là đội của mình nha các bạn. Đó. Thi đấu là đội có tên là Superhero. Cẩn thận nha. Rồi, phóng. Phóng này này. Ui. Rất hay nha. Ok. Rồi, chúng ta đã được một cái chìa khóa nha các bạn. Wow. Và đã nhận được một chiếc quần. Đấy, chúng ta sử dụng luôn. Mấy cái áo rồi mình chưa có nha, mới chỉ có quần thôi. Ok. Bây giờ mình sẽ sử dụng 150 đô để mà mở render cái màu da nha các bạn. Ô. Quá dữ. Tiếp tục. Đấy, đội của mình đã chuyển sang là màu tím nha các bạn. Rồi. Ui, xem chung nữa rồi. Chúng ta thi đấu với đội Voodoo. Đấy. Ném luôn. Rồi, ok, you win. Tiếp tục. Phóng này. Ôi trời. Oh my god, hay nhờ. Ok, cả hai đội đang là một điều nha các bạn. Phóng luôn. Rồi, rất hay nha các bạn. Đấy.
Ok, mình sẽ qua cái tựa game tiếp theo. The next game I play is Crazy Taxi. Rồi, qua đây là giao diện game của chúng ta. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào chơi luôn. Ok, hôm nay mình tiếp tục sử dụng nhân vật nữ để làm tài xế nha các bạn. Đó. Rồi, chị này muốn tới cái trạm ga nha. Trạm ga xe lửa. Mới vô mình đã đợi ba tăng tốc chạy. Wow. Lúc nãy mình mới qua chạm với một chiếc xe cảnh sát. May quá là không bị bắt nha các bạn. Rồi ok, đã tới nơi kịp lúc và vẫn còn dư 18 phút 18 giây chứ các bạn. Ok, tiếp tục chở chị này tới công viên nha. Ui. Rồi, quá kịp lúc luôn. Vẫn còn dư 9 giây. Đấy. Ok, chúng ta tiếp tục quán thứ hai nha các bạn. Rồi, anh chàng này hai người này là đi một cặp nha các bạn. Muốn tới thị trấn Trung Ho. Ok. Quá dữ luôn. Cẩn thận lên dốc rất dễ bị va chạm nha. À, chúng ta có thể sang qua đường bên phía bên đường ngược chiều để mà lấy xu hoặc là lấy quèn nha các bạn. Ok, cộng thêm 10 giây. Rồi, chúng ta cần phải tới cái quyển bảo tàng nó trong vòng 15 giây nha các bạn. Còn có 7 giây nữa thôi. Kịp không? Rồi, vẫn kịp nha các bạn. Ok, rất hay. Rồi, mình sẽ qua cái tựa game tiếp theo. The next game I play Colobon CD. Rồi, chúng ta bắt đầu thiết lập. Hợp lý. Đấy. Ok, ready go. Rồi, chúng ta phải thả ra từ từ cho nó lăn xuống cái ly dưới đây nha. Đó. Rồi, hy vọng là đủ nha các bạn, đủ số lượng. Ui, ui rồi ôi. Rồi, ok, không đủ rồi. Là cần phải thiết lập lại. Đấy. Vô. Rồi, ok, đủ nha các bạn. Đó, đã lấy được cái ly. Tiếp tục. Chúng ta sẽ thiết lập như thế này. Ây da. Hy vọng là đủ số lượng. Rồi ok, đủ luôn, rất chuẩn. Tiếp tục. Chúng ta sẽ thiết lập như thế này. Rồi. Go. Wow, không không rớt một hộp nào luôn nha. Đấy. Rồi, và đây là vòng bonus nha các bạn. Đó. Ok. Để xem chúng ta hứng được bao nhiêu quèn nha. Rồi. 142 quèn. Ok, rồi mình sẽ qua cái tựa game tiếp theo. The next game I play is Zombie Harvest. Ok, và đây là giao diện game của chúng ta. Nên mình sẽ chơi level 29 nha. Rồi. Đấy, chúng ta cần phải nhấn vào những quả bóng cho nó phát nổ nha các bạn. Cố gắng là đừng có để cho những cái con zombie nào nó tới ăn cái gói thức ăn của mình nha. Đấy.
chắc nó. Rồi xong luôn. Vậy là chúng ta mắc một gói thức ăn rồi. Cái vòng này có hai ải nha các bạn. Rồi, chúng ta cần phải cẩn thận những cái con zombie đi một mình nha. Ấy rồi, oh my god. Rồi chúng ta được thêm hai gói thức ăn. Là vẫn như cũ nha, không bị mắc gói nào nha. Ok. Quá hợp lý. Bùm bùm bùm. Đó, cố lên, cố lên. Rồi tiếp tục, đây là ải tiếp theo xuất hiện ra nhiều zombie. Phát nổ, bùm bùm bùm. Ôi ôi, vẫn còn một con. Oh my god. Rồi. Khá là xui nha các bạn. Hy vọng có hòm tiếp tế cho mình thêm ô nữa. À, để xem mình đạt được bao nhiêu sao nha các bạn. Được 2 sao dữ. Ok, mình sẽ qua cái tựa game cuối cùng của video ngày hôm nay, đó chính là Fantasy. Rồi, đây là một tựa game thi đấu online nha các bạn. Đấy. Nhân vật của mình là một nhân vật con cáo nha, màu đỏ nha các bạn. Chúng ta bắt đầu vào chơi nào. Rồi, mình sẽ chơi cái ải này đi. Ok. Chúng ta thi đấu với là 3 người chơi khác. Đó, thi đấu chạy đủ. Ôi trời ơi. Ai sẽ là người chiến thắng nha. Sấm sét, bùm. Mình cũng dính sấm sét luôn. Ấy. Thanh niên nó thả cái lưỡi cưa đó hay thế nhờ. May quá mình có cái lá trắng nha các bạn. Hút lại. Hút. Tăng tốc. Mình đang đứng hẹn. Trời ơi, thanh niên này hay nhờ. Rất hay. Ok, chúng ta tiếp tục. Để mình điểm danh cái đã, lúc nãy mình quên điểm danh. Đó, rồi. Chúng ta sẽ thi đấu thêm một quán nữa nha các bạn. 2-1, let's go. Rồi, mới đầu vô thì mình sẽ sử dụng cái con mắt này nha. Con mắt này là đó, tránh bị dính những cái tuyệt chiêu của những. Ôi trời ơi, tự mình hại lại mình luôn. Cái thanh niên đặt hay thế nhờ. Rồi, hiện tại chỉ còn một mình đọc cô cậu bài ở đây luôn. Xem xét, giật, bùm. Bay nào, bay nào. Cảm thấy rất là quán quỷ nha các bạn. Hút lại, hút, hút, hút. Rồi. Vẫn không hoàn thành được nha các bạn. Đứng vị trí thứ tư. Rồi, ok. Chúng ta sẽ đây nó báo gì, tin tức là năm nay. Đây là những cái tin tức mỗi ngày nha các bạn. Không có gì đâu.
Rồi, ok, mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu clip hay được quên để cho một like, chia sẻ nói kênh giúp mình nhé. Và nhớ nhấn vào chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của mình. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye, see you again.